vang có tiếng khen gọi ai xôn xao, ngọt ngào đã có em lẫn trong hương núi hương rừng, cho người bao lưu luyến ước mong sẽ đến một lần. Khâu vai từ xa xưa còn mãi lưu giữ muôn đời, mèo và quê hương tôi tha thiết thắm tình người ơi, hiên ngang cùng núi cao hòa cùng dòng nhỏ quên tình mà bị lẻn để nhớ. Trong tiếng hót hòa đi ta đam mê hoa văn của núi, bao lưu luyến mèo vạc yêu thương. Em cảm ơn các bác chào chị nha. Xin chào tất cả các bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Đấy, các bác vừa xem cái video trước rồi, đã mua bò đấy, cho nhà cô Hảo một con bò rất là đẹp. Đấy. Số tiền là 11.500.000 này, đẹp lắm. Thì là cô Thúy Hằng thì gửi cho nhà cô Hảo là 13 triệu, thì còn cái số tiền là 1.500.000 nữa. Bây giờ thì anh Khâu anh ấy đang sửa lại cái cửa chuồng đấy cho ba mẹ con. Tí nữa thì sẽ sang nhà anh Xô bắt lợn về cho ba mẹ con chăn nuôi đấy, phát triển kinh tế. Rất là vui mừng cho ba mẹ con là cô Hải Y Hon. Đây, chuồng bò đây. Anh Xô một tay làm được à? Anh Xô thì anh một bên tay là anh bị ấy từ bé. Tay không làm gì được. Đây, chuồng lợn nhốt đây. À, bên kia nó có cái ấy không? Bên này nó chưa có. Rồi rất là khéo. À, thế là đinh đang bên nhà anh Xô à? À, thế sang em bên lợn xong thì lấy luôn. Xong bắt lợn anh lấy luôn. À, ok. Không, cái đấy không có đẹp, cái đinh lở rồi, lở nó tư rồi. Cứ đà tặng nó, cứ đà rồi, chứ nó còn bắt lợn mà. Còn nam nữa mà. Đi. À, đi thôi. Mua lợn cho ba mẹ con chăn nuôi. Sang nhà anh Xô. Lên đâu lên đường đến nhà đi chỗ nhà anh Xô à? Đấy chứ còn làm đâu mà, để cái điện đấy đi. À, được rồi mà. Nhà anh Xô lấy Hoàng Hiền đi qua ngó vào nhà gần đây, cách khoảng độ cây số ngoài đường ngoài kia. À đây nhà chú trưởng thôn đây. Đây là chú nhá. Vâng, con đang bắt lợn á. Vâng. Vui mừng cho nhà cô Hảo tí hon, qua nhìn chân tay bé tí,
như cô Toán tí hon. Năm nay cũng độ tuổi đấy, cũng độ tuổi của cô Toán tí hon. Độ tuổi của vợ anh Đông tí hon. Nhưng mà nhìn cô Hảo và cô Toán thì có vẻ là già hơn rất nhiều. Đấy. So với cái độ tuổi đó. Đấy. Bởi vì các bác biết là cái gánh lặng rất là vất vả để nặng lên vai của cô Hảo tí hon này cũng như cô Toán tí hon. Và cái độ tuổi các con thì cũng cái độ tuổi đấy. Đấy. Con của cô Toán tí hon thì toàn là lớp 7. Con của cô Hảo này thì là em Trung đấy. Cũng học lớp 7. Con gái của cô Hảo học lớp 2. Con gái của cô Toán thì học lớp 4. Cũng cái độ tuổi nó. Một bé nó cấp 1 và bé cấp 2. Đây, nhà anh Niết Xô ấy. Ôi xô ơi. Không vào nhà anh à? Qua đây à? Anh nhốt nhà anh bên này. Nhốt nhà anh bên này. Nhốt nhà anh trai bên này à? À. Anh xô anh nhốt nhà anh trai bên này. Thế là nhà anh được mấy anh em? Ba anh em với một chị gái mất đó. Chị gái bị sao mất anh? Nước. À thế à? Anh ở riêng ở cái nhà ngoài cổng nhà ông bà đúng không? Còn đây nhà ông bà bên này. Đây nhà anh trai. À. À. Thế là lợn đâu? Nhận lợn chỗ đâu? Nhận lợn bên này à? À. Ấy. Thích con nào mà con đấy à? To nhất à? Nhưng mà anh cho. Ơ quay đây. Ở đây này hỏi nhất là hiện tại cô Hảo ra đấy cô Hảo. Hả? À, lợn thì là cô còn hiện tại là còn 1,5 triệu nhá. Vâng, thế thì lợn là anh bán thế nào anh cho? Anh thì là lợn của ông bà lúc bữa anh cũng là điện cho ông bà bảo thôi, hoàn cảnh của chị Hảo đây vâng, khó khăn. Vâng. Bình thường ấy thì là nhà anh là bán phải tầm 1,2 triệu cơ. Vâng. Thôi vì hoàn cảnh của chị Hảo thì tất cả các nhà hảo tâm và mạnh thường quân còn ủng hộ được chị Hảo cái số tiền là để vốn mua bò thôi, của nhà anh là đẻ ra thì ông bà cũng bảo thôi lấy chị Hảo bằng 1 triệu. Vâng. Còn là trong cái đàn này cho chị Hảo lựa chọn cứ con nào to bắt mà thích con nào bắt con đấy. À vâng vâng, nhất trí. Với là 1,1 triệu một con. À ừ, thế thì bắt một con, còn đâu 500.000 thì cháu gửi cho cô nhá. Mua gì, mua cam bã. Thế là thích bắt con nào bắt. À đấy, ok, thế cô Hảo vào chọn đây. Ai à, nhiều thế. Ui rồi. Bao đẻ bao nhiêu con đây anh cho? Đàn này là nó đẻ 17 con cơ. 17 con à? Nhưng mà sau là con đàn mẹ nó có 14 vú thôi, thì bây giờ là anh bán mất mấy con lúc mới đẻ ra. À. Bây giờ là nó còn có 13 con. Vâng vâng. Bây giờ em bảo nhá anh cho nhá. Ờ anh thì là cũng chăn nuôi, cũng nuôi lợn rồi đúng không? Thì là anh nhìn anh cũng biết rồi. Đấy, anh tư vấn cho cô Hảo con nào đẹp, con nào to, anh chọn cho một cô ấy một con đẹp nhất cho cô ấy về chăn nuôi nhá. À. Đấy, tìm con nào đẹp nhất cho ba mẹ con ạ. Ai à, ai à, ui từ từ nó nhảy, nó va vào cái sắt, nó đau nó đấy, khổ thân. Ấy 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 ai à, được con này to đấy. Ừ. Ai à. À. Ừ. Ai dạ, được. Úi giời, con này to dài ấy nhỉ. Ừ. Vì con mẹ nó đâu anh Sô? Con mẹ nó nhốt ở bên nhà. À thế tí sang xem cái nào. Ui con này béo to nhỉ. Béo ấy. Được. Cắt ấy chưa? Cẩn thận ngà đấy. Đừng túm chặt con nào. Đừng túm chặt đâu. Ấy. Bỏ. Ui giời, nó đang tùy bóng rồi. Để cái này nó thở đấy, không sợ đâu.
chết bố. À, con này được đấy. Ừ. Béo mũ mà nhỉ. À, đấy, về làm giàu cho chủ. Ừ. Còn cắt đâu thì là phải chết à? Không, anh cứ cho đảm bảo. À. Anh Dông, xéo phát. Anh Dông, để vào tay nhá. Những cái đảm bảo. Hả? Mãi cái đinh đây cô cầm, cô hỏi một đồng rồi, đeo cầm bên thôi, cầm bên thôi, này, đấy, ngỡ ngay ra, cho thỏ, được rồi, đi ra ngoài kia, đấy, về chăn nuôi, đấy, đấy, đây luôn, ừ. Về phát triển kinh tế, đâu sang xem con mẹ nó to, con này nhìn pha lợn đấy, pha lợn, ừ. Thích nhá. Về làm giàu nhá. Ừ. Thích không? Dạ, có thích không? Ừ. Ừ. Lợn này là lợn của nhà bố mẹ của anh Sô. Anh Sô này anh ở riêng. Ừ. Đường này à? À. Các bác xem con lợn mẹ thôi. Ai nhỉ? Đồng anh Sô thân thiết. Lợn đẻ sai thật đấy nhỉ? Con đấy là cái được cái hay là được cái nhỉ? Cái à? À. À. Đâu? Đây là con mẹ đây à? Con đen đen này là gì? À, được rồi, ok, được rồi. Hả? Ờ. Yêu. Yêu. À, cái nhỉ? Ai chả? Được, chào. À. Ừ. To nha. To cao đen thôi. Đấy. Được, con này pha lợn đấy. Thằng nào nhìn con nó mập mạp thế. Con đẻ 17, 19 con. Thế? Con đẻ 17, 19 con thôi. Đẻ nhiều thế nó không bú được hết để bán bớt. Đúng không? Ngay từ bé này. Lúc bé đẻ là phải mang ra nhà nào con đẻ ít là họ ra chợ họ mua. À? Mang tận dưới cầu mây cũ. À. Dưới là họ hay mua cái lợn mới đẻ ra. À, đi quả ơi. Về nhà đây. Ừ. Về nhà cho lợn vào chuồng phát triển kinh tế. Ơi xong về nhà em gửi tiền đến Sô nhá. Ờ. Đi về nhà em gửi tiền. À. Sao chưa? À. Ơ nhưng mà ủa. Ừ. Ngồi đi. Lợn đã về. Anh Sô này vất vả lắm các bác. Sô này thì anh ấy lập lấy vợ nhưng đây nhà anh Sô anh ở riêng này. Đây, nhà me này, đây nhà ông ống me cái giá. Anh ấy lấy vợ có hạnh phúc cho mình nhưng mà vợ thì cũng chia tay cái đây là gần chục năm rồi. Đấy. Một mình anh nuôi một cô con gái cả, đang học lớp 9. Vất vả lắm. Anh Sô rất nhiệt tình các bạn. Nhiệt tình nhá.
sắp về nhà rồi. Bên non cao rừng xanh biên giới, giữa mênh mông đá cứng đá ngồi, mây êm trôi đưa ta lạc lối, lung linh giữa cao nguyên vời vợi. Quê hương ta ngàn hoa khoe sắc, xiêu xiết trong riêng ngón hòa mi. Ta đam mê hoa văn của núi, hoa lưu luyến mèo vạc yêu thương. Nghe xôn xao ngàn câu ca miền quê hương em đổi mới, rừng hoa tam giác bành đẹp xa hoa ngất ngây. Rộn ràng cho phiên đôi lứa hẹn hò, cho ngày mai níu luyến ước mong sẽ đến một lần. Đây, về nhà rồi. Nhà cô Hảo tí hon này, mái tôn xinh xanh này. Tôn này là trước là nó bị nhà nó bị dột quá, cho nên là anh em thì lại mới góp tiền lại để bán giúp cho ba mẹ con cái mái tôn này. Cái đây cũng mấy năm rồi, cho nó đỡ mưa nắng. Đấy, vất vả. Đây, về nhà, Ly đang ở nhà đây. Mở luôn miệng. Đó. Rồi. Mừng nhá. Đấy, bò đây. 11.500.000, đẹp như trong tranh. Thả đi, thả đi. Thả thôi. Rồi, đấy, nào. Kể đó, kể đó. Đẹp chưa? Lại to giống con mẹ nó thì đẳng cấp ấy, VIP Pro ấy. Có cái pudding không sang nhà dùng pudding. Anh Sô anh làm toàn một tay nhưng mà làm rất khéo. Cơ bản là có nghĩa là từ bé tất cả công việc mà anh phải làm đấy, đấy. Tự anh phải làm nên là anh tôi luyện dần dần. Không để lấy cái củ gỗ kia kìa. Có phụ linh thôi. Đóng xong. Đồng tiền. Không có củ gỗ nhỉ. Đợi cô Hảo đang tìm. Đấy, video. À Ly nhé. Nhà Ly có lợn nuôi rồi nhá. Con có vui không? Con vui. À? Mày nhìn nhìn vào đây. Con Ly này có cảm giác nó cứ chậm chậm kiểu gì nhỉ? Đúng không? Hôm trước cô Hảo chia sẻ là hồi bé là nó còn kiểu nó nói chậm đúng không? Chậm 12 đấy, nó bú mất thì kiểu nó có một cái mặc cảm. Nên là rất chậm. Nó đang kiểu trong người đang một cái gì đó nó buồn, rất là buồn các bạn. Vâng, nó kiểu mấy nó không cảm giác nó nhanh nhanh đấy. Cái đội Hồng Hà nhanh đông hay là Quế toàn nhanh nhẹn đó. Bạn Vi cảm giác là à, bạn đi là chậm chậm hơn. Trước kiểu là do kiểu công việc chị cũng chẳng đi làm đồng, kiểu cứ hay nhốt ở nhà kiểu một mình. À, cũng đi làm là nhốt không qua chặt. Nhốt mình trong nhà suốt đúng không? Ra đây, hôm nay có búa này. Cắt cái chân. Anh đồng ý không? Vượt qua khó khăn, vượt qua nghịch cảnh ấy. Anh
anh Xô này. Tay anh yếu nhưng anh vẫn làm đủ việc. Kiếm tiền cũng như anh. Kiếm tiền nuôi con. Anh Xô bị đúng bên tay trái. Đấy, có nghĩa là bị tay phải, làm bằng tay trái. Nhưng mà làm rất giỏi. Đấy. Tự kèm vào chân là nào. Rất sành điệu, giỏi. Tay bên kia anh ấy chỉ là kiểu có nhưng mà kiểu không sử dụng được quá. Đấy. Lợn bắt đầu chơi rồi. Đấy. Đầu ăn chơi rồi. Chưa lúc nào ra bỏ trong để ra để cắn mạng sẵn nó đi ngoài mất. Chưa ra. Nhà ông bà có mua nhiều không? Cám ấy. Nhà ông bà nuôi đi. Mua về hiện tại nhà có. Có. Thì tí ra mua luôn để ông bà để cho bao cám loại đấy. Đấy. Đấy, xong thì là cho nó ăn quen. Cám. Xuống ấy. Vâng. Cho một cái chồng này nó cái gì ở trong thứ xoáy nó khỏe không? Chặt thành cái chân. Dao cũng được. Dao này chặt nào được? Đồng tông như. Đấy. Bắt đầu quen là nghịch mầm. Chạy. Ấy ra. Đấy. Quang. Không tí nữa cái này là nó có cái chồng á, chồng cái chồng nó thích này lên, không cái thích cái là nó lên này. Rồi nhưng mà ngày nào phải đuối sức rất. Ôi đẹp 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 mà. Khoan hai cái này đóng cái chắp. Sau đóng cái chắp rồi nữa cậy cửa. Bếp. Đấy, vào để gửi cái tiền này. Lợn cho anh Xô. Tiền lợn cho anh Xô. Lợn là 1.500.000 anh Xô này. 1.000.000 nhá. Xong tiền lợn nhá. Vâng. Đấy, đây cô Hảo nhá. Đây còn 500.000 này. Đấy là để mua cám các thứ nhá. Thế là xong tất cả tiền của cô Thúy Hằng gửi cho cô rồi nhá.
Cô Thúy Hằng gửi cho cô là 13 triệu, mua bò là 11 triệu 500, mua lợn là 1 triệu. Đấy, còn lại 500 nghìn cháu gửi cho cô. Thế là xong rồi nhá. Vâng. Sau đây cô có lời cảm ơn. Hôm nay em có lời cảm ơn đến chị Thúy Hằng ở bên Mỹ. Thế cũng là lần kết thúc chương trình thì em cảm ơn chị Thúy Hằng bên Mỹ, và em xin chúc chị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc. Em cảm ơn đã giúp đỡ mẹ con nhà em, nó con bò, con lợn và em chăn nuôi. Em rất là xúc động, không nói gì hơn. Em xin cảm ơn, chân thành cảm ơn ạ. Và cảm ơn Hoàng Hiền đã giúp đỡ ba mẹ con nhà cô. Vâng, vâng. Đến ngày hôm nay là cô cảm rất là cảm ơn. Đã có bò và có lợn chăn. Vâng, vâng, vâng. Đấy, cô cất tiền đi. Anh xô cất tiền đi, không được rồi. Đấy, vui mừng cho ba mẹ con rồi nhá. Thôi, vâng. Thay mặt ba mẹ con chị Hảo thì em cũng có đôi lời là em cũng xin cảm ơn chị Thúy Hằng và gia đình ở bên Mỹ có một sức khỏe dồi dào và luôn luôn mạnh khỏe, đã hướng về nước nhà. Và cũng em chúc chị Hảo một con bò và một con lợn hay ăn trong lớn để phát triển kinh tế, để cho các cháu ăn học và vươn ra học giỏi. Vâng. Vui mừng rồi nhá. Anh đừng nữa, thôi vui lên. Vui lên. Hôm nay ngày vui đấy. Nhá. Đấy, tí nữa Trung đi học về nó cũng rất là vui đấy. Bất ngờ ấy. Cháu hôm nay thật sự ra là hôm nay cháu cũng muốn gửi lời đến cô Thúy Hằng, với lại gia đình ở bên Mỹ, với lại chú Hoàng Hiền. Hôm nay cháu rất tiếc là hôm nay cháu bảo cháu đi học. Cháu đi học ạ. Vâng. Không ở nhà. Vâng. Cũng có lời cảm ơn đến bác Thúy Hằng ở bên Mỹ và gia đình, và chú Hoàng Hiền đã giúp đỡ gia đình nhà cháu, ba mẹ con nhà cháu được ngày hôm nay con bò con lợn. Vâng. Cháu rất cảm ơn ạ. Vâng. Thế bây giờ là cô cứ chăn nuôi bò lợn thật tốt để mình phát triển lên, kinh tế đi lên, để lo dạy cho các con nhé, ăn học thành người nhé. Vâng. Đấy. Đấy. Bò xem bò nữa này. Đấy, bò là bác bán bò, bác cũng rất tốt bụng đúng không? Đấy. Con bò rất là đẹp. Đấy. Bác cứ bán cho 12 triệu bác bớt lại 500 nghìn cho, 11 triệu 500 nghìn con bò này. Bác xem nó như này cơ mà. Này. Bác nhìn nó ăn. Bò già 19 tháng rồi đấy, vừa lấy nước rồi đấy. Đấy. Tai to, mặt lớn, chân tay phàm phạp thôi. Đấy. Đúng là tướng làm quan. Tướng làm quan đấy. Đấy nhỉ? Đấy. Già luôn. Đấy. Vâng. Vui mừng quá rồi. Vâng. Chưa là chung gì với bò lợn lại mừng lắm này. Đấy, về là có bò đi chăn rồi nhá. Đi học không biết đâu. Đấy. Cứ bằng hai cháu đi học. Vâng. Cháu không có nhà. Vâng. Thế nhá cô nhá. Hôm nay thì là cháu với anh Đông đi hon lên là mua bò, mua lợn cho hai mẹ con. Những tình cảm của cô Thúy Hằng với nước Mỹ. Bây giờ thì cháu anh Đông quay về và hẹn gặp lại hôm khác sẽ lên thăm ba mẹ con sau nhá. Cảm ơn nhé. Dạ vâng. Chào các bác nhá. Vâng. Vâng, em cảm ơn nhá. Dạ dạ, hai năm mình chờ ra nào, ba giờ rồi đâu. Ây dạ. Ba giờ nhá. Hẹn để làm gì? Hẹn để làm gì? Chúng anh làm gì? Chơi. Chơi à? Đi rủ đi đâu? Đi chơi gái. Tán gái à? Anh Đông là có mối giới thiệu cho anh Châu kiếm cô vợ. Đấy. Rồi bây giờ Hoàng Hiền quay về và Hoàng Hiền xin kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin kính chúc các bác cùng toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đấy, các bác yêu quý Hoàng Hiền thì các bác hãy đăng ký kênh thật mạnh của Hoàng Hiền. Đấy, bằng cách là các bác có thể là giới thiệu tới các anh em họ hàng, các đồng nghiệp của các bác biết đến kênh của Hoàng Hiền, và các bác copy, đặc biệt là các bác copy link của YouTube của Hoàng Hiền ấy, các bác chia sẻ lên Facebook ấy. Như vậy sẽ rất nhiều người biết đến. Đó, Hoàng Hiền xin chân thành cảm ơn các bác. Và xin chào các bác nha. Em chào các bác, các chị bạn trẻ nha. Các bác, các chị đang xem nha. Vâng.